Bất động sản miền quê xin kính chào quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư trong nước và ngoài nước à. Dạ, hôm nay em đang đứng ở là xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Dạ, hôm nay thì em sẽ quay cho cô chú anh chị xem miếng đất này có diện tích cực đẹp luôn, cũng là phù hợp để quý cô chú, quý anh chị làm nhà vườn luôn nha. Thì là đất này thì tọa lạc ở xã Phú Điền, thì mặt tiền đường bê tông. Đây khu dân cư. Đây thì đất này đất hồng quý cô chú anh chị ha. Đường bê tông này cũng được 3 mét á. Hai bên lề nữa là được 5 mét, bên mét là 5 mét á. Đường 5 mét, chung là hai xe hơi né nhau được. Đây là khu dân cư. À, đang nói nhà khu dân cư, này cũng có nhà hết. Thì miếng đất bên đây quý cô chú anh chị nha, là ngang là 10 mét từ từ hàng rào này. Qua bên đây là 10 mét đã rào lưới hết rồi. Ha. Mình chạy vô sâu là 60 mét, 61 mét chứ. Đất này thì thằng mình sử dụng thiết thể loại gọi là gì, giống như là vũ nữ chân dài ha, vũ chân dài ngang 10 dài 61 mét, tổng diện tích là 610 mét vuông, có 100 mét vuông đất thổ cư, 100 mét vuông đất thổ cư quý cô chú anh chị ha. Dạ, đất này là bằng phẳng vuông vức như hình chữ nhật vậy đó, không có méo, không có tớp gì hết ha, không méo không tớp gì hết, nó dài tuốt cái đó là hết hết nha. Bên kia là nhà người ta thôi đó, 61 mét. Ồ, xin lỗi, không phải, cái này là của mình luôn rồi. Nếu mà 61 mét là đụng nhất tường cái luôn rồi. Em nhìn lộn. À, cái này cái kho nè, chắc kho giữ lại nè, chủ nhà giữ lại cái kho chưa đập nè. Chắc trong đây là cái nhà kho nè quý cô chú anh chị ha. Chứ 61 mét là phải tới chất tường bên kia. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 61 mét dài lắm quý cô chú anh chị, cái này của mình luôn nè. À vậy là tính luôn theo cái bờ ranh dưới kia của cô chú anh chị ha. Chất tường dưới kia kìa. Đó. Là cái nhà kho của mình nè. Chắc cái nhà kho để đựng đồ nên chủ nhà chưa có đập đi nè. À, nãy thì bên chủ nhà gửi cho em thì gửi sổ em chạy tới em coi. Em thấy đẹp quá em chạy coi liền, em chưa gọi nữa. Vậy đúng cái quý cô chú anh chị ơi, tại vì 61 mét dài lắm nha. Cái này nãy giờ đây khoảng chừng ba mấy mét à. 61 mét là phải dài tuốt cái kia, tới chất tường luôn. Đó, tới tường nó mới đúng 61 mét. Thì chủ nhà em đất này đang kêu bán với giá 1 tỷ 2 với cô chú anh chị ha, 1 tỷ 2 chủ nhà không có thương lượng nha. Đúng rồi nè, ra rào này nè. Đó. Tới kia. Để em đi qua bên kia thử rồi sao. Ở bên kia rào là không đường qua. Là chính xác là vậy với cô chú anh chị ha, cái nhà kho của mình luôn, cái nhà kho của mình. Ngang 10 dài 61 m, đất full hồng nha, đất này đất thổ cư, đất hồng với cô chú anh chị, đất đất thổ cư á. Nhưng mà trên đất có 100 m thôi. 100 m thôi. Cái sổ này nãy chủ nhà gửi cho em sổ cũ, sổ xưa giờ như sổ đỏ xưa giờ đó. Là chứng tỏ miếng này là chưa có đầu tư ha. Chủ nhà kêu 1 tỷ 2 quý cô chú anh chị, 1 tỷ 2 là không có thương lượng gì đâu nha. Đó, còn không biết gặp cô chú anh chị chủ nhà có giảm không thì không biết. Thì hồi nãy là chủ nhà kêu là không 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 có thương lượng nha. Còn có thể là gặp nhau lúc nhiều lúc đột giảm được lọc lá rồi sao. Đó, đây là đường xá, khu dân cư kín mít hết. Từ đây em để em nói về cái vị trí địa lý nha. Từ đây mình đi ra chợ nè, chợ là siêu thị đó, Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động mà. Rồi trường học cấp 1, cấp 2, chùa nhà thờ rồi quý anh chị. Bán kính khoảng cây số lại thôi, mình đi khoảng chừng là 5 phút, 6 phút, 5 6 phút xe máy thôi ha, không có xa nha. Đó, đây là khu dân cư mà. Trường học cấp 1, cấp 2 đầy đủ luôn. Cũng hợp lý á, em thấy cũng hợp lý. 1 tỷ 2. 1 tỷ 2 thì so với mét ngang là 120 triệu, mét ngang thì cũng hơi cao ha. Nhưng mà so với lại mét vuông thì cũng được, tại vì cái miếng đất này nó dài. Nó dài gần một công đất, gần sào đất mà 1 tỷ 2 thì cũng hợp lý thôi, tại vì mình đất thổ cư. Đất thổ cư, đất khu dân cư, đất này xây dựng không ai nói gì hết, có thổ cư sẵn rồi, mình về mình xây thôi chứ mình cũng chả phải xin phép xin đồ gì ha. Nhà ta ở nè. Hàng xóm thân thiện, đây cũng dân cư đây, ở đây có nhà luôn nè, em đi bộ đây coi nhà cửa nhiều không ha, đường xá thông thoáng rồi quý anh chị, cho mấy miếng này mình đầu tư được nha, em thấy đầu tư được còn xin lời nha, 1 tỷ 2 mà ngang 10 dài 61 có 100 thổ cư, khu dân cư đường xá như thế này thì vô tư ha, mấy miếng này là mình có tiền nhàn rỗi mình mua, mình không có sợ phản đâu ha, vô tư mấy miếng này còn còn đầu tư được,
Sau này mình sẽ biết được, mình về mình xây nhà mình ở cũng đẹp ha. Ngang 10 mét xây nhà đẹp lắm. Nhà cửa đầy đủ, đây cũng nhà nè. Nhà luôn. Để em chạy ra tiền trạm để coi khu vực này có gì ha. Để coi mức độ dân số như thế nào cho quý cô chú quý anh chị tham khảo. Nãy mình đi đi bộ tới đây nè, nãy là mình đi bộ tới đây rồi. Chung chung cư san sát nhau không ha. Ở đây trường học là quý cô chú anh chị ơi. Trường học kìa. À, có trường học ha, sát trường học ha. Nè, trường học nè. À, trường học này là trường học cấp 1. Trường học cấp 1 xã Phú Điền á. Chắc quý cô chú anh chị nào mà ở Phú Điền thì chắc chắn học trường này, tại trường này từ ngày xưa đến giờ. Trường cấp 1 xã Phú Điền. Hồi xưa trường lập sập nên bắt đầu xây dựng lên lầu lên đồi. Trường học. Mình chia thẳng ra là sẽ tới đường 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 tỉnh lộ luôn quý cô chú anh chị, đường tỉnh lộ DT774 á ha, đường tỉnh lộ 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 nhựa to luôn quý cô chú anh chị. Ừ, để em chạy xẹt tới tỉnh lộ luôn là quý cô chú anh chị hình dung. Bên tay trái mình là trường học nè, còn cái này là sân banh này là trên cái bản đồ á, mà quy hoạch sau này bây giờ Đồng Nai lý tới quý cô chú anh chị, bản đồ quy hoạch bây giờ á, là cái chỗ này là công viên ha, là công viên á, quy hoạch công viên cây xanh. Nhưng mà thì là quy hoạch cho thôi chứ chưa thấy làm nha quý cô chú anh chị, thì có sao em nói vậy, đã quy hoạch rồi trước trước sao phải làm ha. Đó, chạy xe thẳng cái kia là mình sẽ tới ủy ban nè. À, bên tay trái mình là bưu điện ha, bưu điện đây đó, bưu điện nè, bưu điện xã thôi. Rồi mình chạy thẳng ra là đường tỉnh lộ DT774, là đường tỉnh lộ bây giờ tỉnh lộ DT774 ha, đường nhựa lớn, lộ nhựa lớn, đèn đường rực rỡ luôn. Đây. Bên tay trái mình là ủy ban nha quý cô chú anh chị, ủy ban xã nè, ủy ban xã đây nè. À, ủy ban xã tay trái mình nha, đem quẹo trái cho quý cô chú anh chị hình dung ra luôn. Vậy tính ra nó sát bên trung tâm hành chính ha. Ừ. Đây, đây là đường tỉnh lộ nè, bên kia là công an xã, bên kia là công an xã, bên đây là ủy ban. Thấy không? Ủy ban xã nè đó, bên đây trái ban xã nè, với lại nhà quân quá, nhà thi đấu á đó. Đó rồi xịt xuống tới chợ luôn nha. Nè, bên đây tay tay phải mình là trường mẫu giáo nữa nè, mẫu giáo to luôn nha, mầm non nè đó, mầm non nè, trường mầm non Phú Điền. À, anh điên mình khó quay quá đó, đại khái vậy ha quý cô chú anh chị không dung ra. Đây là trung tâm văn hóa nè, xịt xuống tới chợ nè, rồi tới chợ luôn nha. Đó, vị trí chắc địa quý cô chú anh chị ha, chắc địa ha. Chung là mấy vị trí này đất đẹp như vậy, vị trí thích hợp vậy, nói chung mấy miếng đất này mình có tiền mình vô bình thường ha, mình nuôi được ha, nói chung là nuôi sinh lời á, em nghĩ vậy, nuôi sinh lời. Đây là chợ Văn Hóa luôn nha, chợ Văn Hóa, chợ Phú Điền. À, chợ này hợp hợp chợ buổi sáng, giờ là tan chợ rồi đó quý cô chú anh chị ha. Rồi cô chú anh chị nào mà thích đi bất lô đất này cứ alo cho em gửi sổ rồi cho quý cô chú anh chị xem ha. Chắc chắn với cô chú anh chị xem sổ tích liền à, sổ sổ đỏ hồi xưa luôn á, sổ hồi xưa chính chủ bán á. Ừ. Rồi gửi alo cho em gửi sổ cho. Cô chú anh chị nào quan tâm alo cho em gửi sổ. Rồi cô chú anh chị mình về gặp chủ đất thương lượng luôn ha, giảm được lọc lá không thì giảm. Dạ. Rồi em xin chào rất clip ở đây. Kính chúc quý cô chú quý anh chị có ngày làm việc vui vẻ, gặp nhiều may mắn, gặp nhiều hạnh phúc ạ. Cô chú anh chị thấy kênh em hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha, để em có động lực em đi quay clip cho quý cô chú anh chị xem tham khảo nha. Em xin chào.